Ok, mình đã quay trở lại để mình hồi sinh sau mình búp lại cho từng nhân vật chính ấy. Ok, mình sẽ từ từ mình nhớ mất nữa. Nên là từ bây giờ mình sẽ có đi ra cái chỗ Tokyo Tower ấy, nên là để xem có chuyện gì sẽ xảy ra. Nên được cái là cái phần này là nếu mà có chung là nó sẽ bảo mình trước ấy, còn cái phần trước mà phần NMT4 hình như nó sẽ không bảo gì mình ấy. Nên là nếu mình nhớ không nhầm nó không bảo ra, nên là kiểu như là nó cũng chỗ nào cũng nhớ được, nhưng mà cái chính là nó sẽ không bảo mình ấy. Và tự nhiên là có chùm đấm mình vài phát mình to ấy. Thì nhưng mà cái chỗ này thì nó bảo, nhưng mà nó lại không, lại chỗ chỗ nhớ nó linh tinh ấy. Nên là mỗi phần này thì nó một cái, nhưng mà về cơ bản là chùm phần nào nó cũng đều là khó nhai hết ấy. Là cái đoạn này là mới thôi. Là mình không lên nào. Thì chúng ta sẽ exam cái này để nó lấy cái glory ấy. Nên là trên map này nó có nhiều chỗ như này. Chỗ em nó có đứa nó cần nói chuyện mình ra nhỉ. Thấy có hội thoại đấy. Nên là nếu mà cái cho này được 60 thì tốt hơn, thì là tốt nhất ấy, nhưng mà chắc mình nghĩ là thấy bắt chơi 30 thì FPS thì cũng không tệ lắm ấy. Không tệ một chút nào, thì mình xem mình quét rồi. Nên là đa phần quét thì nó vẫn chỉ là kiểu fast quét ấy, nhưng mà những cái quét này rất là quan trọng để chúng ta búp cái nhân vật chúng ta mạnh hơn ấy. The Curse of the Mermaid này. Nên là chúng ta vẫn chưa làm được cái quest này nữa. Phải đến thăm đồng đội của chị tiên cá ở trên núi ấy. Nhưng này, hình như nó chỉ ở dưới này. Không nhầm là chỉ dưới này. Thay là mình nói chuyện đó vẫn là thằng này à? Thằng này đó. Sau khi bà chị của nó đã đi theo phe của mình. Nhưng là người có con trốn ấy. Nên là cái con này nó sẽ trốn khắp nơi ấy. Cái con này nó, mỗi con nó sẽ cho mình 5 cái nên. Cái địa điểm thì mình nghĩ là trên mạng các bạn search các bạn lại có ấy. Nhưng hình như là càng về sau là mấy con này nó sẽ cho mình càng nhiều hơn. Sao cái bọn cá nó vẫn thích chuẩn nhau mình nhỉ? Mình nhớ ấy. Nên là cái trò này phải chăm nhớ mà, không chúng ta đi một hồi rồi chúng ta chết ấy. Mà đây là cái phần đầu mà map nó cũng rất là rộng luôn đấy. Không nhỏ một tí nào để chúng ta khám phá. Nên là kiểu là cái production value của trò này nó hơn cái trò phần 4 rất là nhiều ấy. Mình xem nào. Nên là nó xuất hiện nhiều rất là nhiều cái đây con này. Như đây sẽ là đoạn con này story thôi. And so the Hydra is slain. Fine work. A pleasure to meet you, young man. Humble I am a humble monk of Jozoji Temple. My name is Goku. Goku. Sư ở đền thờ. Này như bọn quỷ. I sensed a disturbance in Tokyo. My search brought me a long way and now I roam these lands. The Buddha's guidance compelled me to save you, but I see you never truly needed my help. But surely you did not pass wholly unscathed. Pardon the presumption, but let me give you this. I will be wandering this place for a while yet. If your path takes you across these dunes, I suggest you head that way. The angels of Bethel gathered in that distant place. It will surely be a safe haven. For now, farewell. Farewell, my alpine. May our paths under the Buddha's gaze cross again one day. Nên là cái trò này nó động đến tôn giáo rất là nhiều. Cái theme chính của nó rõ ràng là kiểu như theo đạo Thiên Chúa ấy, thiên thần và ác quỷ, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có mấy thanh niên kiểu đạo Phật. Nên là cái trò này đạo rất là ảo. Có được cái Return Pillar. Chả biết đây là cái gì. Return Pillar YouTube. Instant return to the last. Lenin. À,
Nó sẽ cho mình bay trở lại được cái chỗ save point à? Có thể tìm cho item hoặc là bấm nút L này. Evolution button. Nên là nếu mà chúng ta căng quá chúng ta sẽ bấm quay trở lại cái chỗ an toàn ấy kiểu này. Tiện vết. You were talking about angels just now, weren't you? Nên là mục tiêu chúng ta vẫn đi đến cái chỗ tòa nhà quốc hội. I saw an angel inside the city over that way. Come on, let's go check it out. Nên là để mình đi xem, nên B nó sẽ mở cho mình cái vùng mới. Thế là mình không rõ ở đoạn này là chúng ta phải đi farm cày tiếp rồi angel trail à? As I said earlier, the angels are with Bethel and they operate out of the Tokyo Diet. Nên là ở phần này thì mình nghĩ giống như phần 4 là chúng ta trả theo cái phe nào, kể cả angel hay là demon là chúng ta đã phép hết. Nên là về cơ bản bọn ấy vẫn là kẻ thù. Để mình đi vòng vòng mình xem. Nên là nếu mà cái đoạn nào mà nó dài quá thì mình sẽ cắt luôn cho các bạn ấy. Nhưng mà mang tính chất mà nó cầy quá hay farm thì mình sẽ cắt lên cho các bạn. Ô, ba cái revive red. Nên ở lần trước là mình dùng cái revive red để mình hồi sinh bọn ấy ở ngoài combat, nhưng trên thực tế là chúng ta không nên dùng kiểu đấy ấy. Mà chúng ta quay lại cái chỗ nhớ mà chúng ta sử dụng cái hồi máu hồi sinh ấy thì nó sẽ có lựa chọn hồi sinh nó rẻ rất là nhiều. Nó chỉ mất tầm mấy trăm đồng thôi. Còn nếu mà chúng ta mua cái revive red trong shop thì nó sẽ rất là đắt, tầm 300-400 ấy. Ecosy the Armageddon. Con này là quỷ. Bọn này là theo phe anh Lucifer 18 năm trước. Những người trung thành với Chúa chống lại cái đội quân của quỷ vương này. Là gọi là ngày tận thế này, gọi là ngày phán xét này. Nó chỉ phải nói cho mình cái kiểu kinh thánh ấy. Nhưng mà tất nhiên là cái trò này nó trả theo cái sự kiện gì. Và mỗi cái phần Simming Metensei thì nó lại một cái nội dung khác. Tuy nhiên đây là cái con gì nhỉ? Nếu mà chúng ta đánh được cái con này thì mình sẽ spy khác. Nên là mỗi lần con này nó sẽ có một điểm yếu khác nhau ấy. Điểm yếu của nó là ánh sáng á, bây giờ mình chẳng có. Còn cái X là B là Path à? Mình chả có con nào đánh ánh sáng nhỉ. Thế chắc mình nghĩ cho con này là con này nó chạy rồi. Thôi bỏ đi. Con này nó chẳng có đứa nào đánh ánh sáng. Đánh bây giờ nó bên đánh trượt là cái nó chạy mẹ luôn. À đó, thằng này có Hama này, ô vãi lên. Mình quên mất. Phí cái scan của mình thế. Ok, còn mẹ đây. Mình đi ra cái chỗ này. Hồ hàng. Chắc là nó sẽ cho mình cái essence này. Không phải light sharp này. À đúng rồi, dùng item cũng được. Mình quên mất. Chỗ này lại có mấy con cái con cua này. Con này là yếu với cái gì nhỉ? Mình quên mẹ mất. Con này trong cái kho của mình có. Con này mình thu phục rồi mà. Con này yếu với băng. Ôi trời, mày chết mẹ. Gặp team mẹ. Gặp team chuyên đánh băng này. Thật to con mẹ mày. Đánh cái chiêu song caster. Thì em mẹ tên cá ở phần này nhìn ngon phết. Đúng là làm lại đáng đồng tiền bát gạo. Đầu tư nghiêm túc. Con sẽ đánh chiêu Hama. Hình như con này là yếu với Hama lên. Tử mà. Nên là cái này là instant kill ra nhỉ, hay gì? Đánh được 200 này. Nên là về cơ bản cái tháp Tokyo này nó chẳng có cái mẹ này. Nó chỉ là cái điểm để chúng ta đến ấy. Còn lại là chúng ta rõ ràng chúng ta phải đến cái chỗ này hoặc chỗ kia ấy. Nên là... Nên nó bảo là...
nên là cái trái là return to the pillar nên là bay về luôn này. Từ nó là ngon này. Team chúng ta bây giờ mạnh phết đấy, không phải là dễ bắt nạt đâu. Nên chúng ta phải đi lên núi thôi. Này tôi con này tìm lắm đồ thế. Hai sharp. Mình không biết là lên kiểu gì nhỉ. Mình phải đi rừng núi trước. Thế mình nghĩ là mình phải đi rừng núi trước đây. Năm glory à. Để khi nào mình quay về kia mình phải tăng. Mình nhảy lên đường nha. Nên chắc mình nghĩ là mình sẽ build cái nhân vật của chính của mình là theo cái agility với cả đánh phép ấy. Còn còn nếu mà mình nghĩ là nếu các bạn mới chơi chắc các bạn nên chơi cái kiểu đánh physical tăng sạch chen ấy. Tăng sạch chen với agility nên là về sau là con trùm nó mạnh, chúng ta đánh với con trùm rất là nhiều lượt nên là cái việc mà né đòn là quan trọng hơn chứ không phải hit dam nhỉ. Hit dam thì mẹ rất là nặng luôn. Nên là có nhiều con trùm đánh rất là đau như mấy cái bản trước. Nên cái bản mình nhớ nhất là cái bản là NMT 4 ấy. Nó đánh rất là đau luôn ấy. Nên là cái chính là chúng ta sẽ né đòn chứ là chúng ta sẽ không ăn đòn mà chúng ta kiểu như là chúng ta sẽ không hit đòn ấy. Mà chúng ta sẽ mà cách mà chúng ta đánh boss là chúng ta sẽ thiên về né đòn hơn ấy. Né chiêu của nó ấy. Bởi vì nó đánh rất là đau như con Hydra kia chẳng hạn. Mà cái phần này nó lại còn khác hơn là nếu mà chúng ta đánh với điểm yếu là nó sẽ đánh thêm kiểu là double lượt ấy. Kiểu là double lượt. Thì nó cho mình thêm một lượt thì coi như là double ấy. Mình tẩn nhau với con này. Phượng Hoàng ấy. Ở chỗ này lại có con mô, cái gì, mô coi này. Nên là có chiêu death đây nè. Mình hy vọng là mình không bị con này cho ăn hành. Nên là cũng có thể đây sẽ là một trong những cái video mà mình sẽ chơi chơi cầy ấy. Nên là nếu các bạn nào không muốn xem mà nhảy luôn đến cái phần mà có cốt truyện thì các bạn nên skip mấy cái đoạn video như thế này chẳng hạn. Để các bạn xem được đến cốt truyện luôn ấy. Thì mình nghĩ là nó sẽ rất là hợp lý ấy. Mình đang muốn thu phục cái con Mokoi. Con này không yếu với băng à. Nhưng mà giờ là team mình mẹ toàn đánh băng. Để mình nói chuyện con này. Quen nó đánh cái con Phil à. The Demon Lab Manic của gì? What do you do? Mình cũng cười như điên. You freaking nerd. Ơ? Thế nó không thích à? Thế là cái đúng là kiểu hit and miss. Nó lên cái Pacha thôi. Yes. Cho nên là hồi lại thôi. Skill alignment of the Anu Ally. Ok, mình sẽ bổ cái Dia này. Nên là cái thằng này là hồi máu kinh phết ấy. Nên mình đang vào sâu cái chỗ này. Thế đấy, cái chỗ này nó có 3 vùng đỏ này. Cái chính là bây giờ mình muốn tìm cái chỗ nhớ. Xem con này nó yếu đi. Nên là cái spy class này rất là quan trọng. Chắc mình phải đi mua thêm. Con này nó yếu với ánh sáng ấy. Đây là ánh sáng. Chết luôn. Cái này là instant kill luôn. Để cho mình đi. Small glory crystal. Thì thế thôi á. Nhưng từ nó phải cho cái gì xịn xò hơn. Lạ nhỉ, cái chỗ này nó không có cái chỗ nhớ. Nó
Mitama. Stormcaster. Đây là một số cái chiêu mà unique của cái con này. Như là cái giờ là chúng ta không được học lại. Này con Hama rồi. Judgment. Ủa chết luôn á. Thế con này nó yếu với cái toàn Hama à? Ngon nhỉ. Vỡ mặt. Thế là cái giờ là bây giờ chưa có cái cơ chế để hồi lại mà cái MP cái thằng nhân vật chính ấy. Nên mình sẽ tăng cái agility này. Tại này tránh nó cao hơn ấy. Bọn ấy cũng đi hit dam, hit kinh nghiệm, nhưng mà về cơ bản là cái bọn nó đến cái giới hạn của nó rồi. Mình xem có chỗ nào hết. Nên là như mình nói, nếu mình ngồi mình cày thì cày thoải mái. Hatami là go cái này. Thế luôn, cái thằng này tóc săn siêu vãi trưởng. Đi lên lên em nhỉ. Đang tìm cái chỗ nhớ. Nên là tìm cái chỗ nhớ rất là quan trọng. Thì chúng ta quay trở lại cái chỗ ấy. Teleport lại nhiều chỗ ấy. Bởi vì map phần này nó rộng. Ngoài ra thì trên thực tế là nó đánh lập đi lập lại vài ba con. Con này bị chưa có rồi. Nên là cái mục tiêu chúng ta rõ ràng là chúng ta đi qua đi lại để chúng ta thu phục bọn này. Vậy nó yếu hay là mình đánh bọn này rồi. Bọn level 17 cả. Vẫn lên. Đại biết. Nên là mình sẽ đánh qua cho nó đi. Rồi mình sẽ để dành một con rồi mình phang nó ấy. Đánh cái Stormcaster xem. Xem nó có trigger cái phép băng con này không. Bọn này yếu với băng hết à. Ui giời, ngon quá. Judgment. Dạ, đống tim phang băng ngoài. Nên là cái phần này các bạn thấy là mẹ mình không bị ăn hành như cái phần trước. Kiểu cái đoạn đầu tiên ăn hành rất là nhiều. Rất là đều. Em tin cá rất là hot, nhưng mà mẹ mày chơi một tí nữa lại đổi mấy con xịn hơn. Thế là em sẽ bị ao à? Bây giờ đánh cái chiêu gì? Con này đánh cho gió à? Mazen. Ui. Phang nhân vật chính đau thế. Cái thề thằng nhân vật chính cảm thấy yếu đuối nhỉ? Make sure you catch me. Please don't. You won't catch me. I can't trust you. I get you too scared to get hurt. Ơ, thế là biến mất à? Đùa, họ trả ra. Nên là mình bảo cái kiểu cái hội thoại trò này rất là ảo. Nên là bắt được một con kiểu cảm giác nó cũng sướng ấy. Chúng ta kiểu đầu tư nhiều thời gian công sức để mà nói chuyện với nó ấy. Nên là có con rất là dễ, còn có con thì không dễ một tí nào. Nên là chắc là mình nghĩ là dễ nhất là chúng ta quay lại khi mà trăng tròn ấy. Full moon ấy, chắc là mình nghĩ là dễ nhất. Nên là chắc là nếu mà full moon thì mình sẽ quay lại đây mình thu phục bọn này ấy nhỉ. Chúng ta sẽ có nhiều cái hội thoại nó dễ hơn. Không biết là con này yếu cái gì, hình như con này yếu với băng. Yếu băng thật. Nên hình như là chúng ta phải có thể nhìn được mặt của bọn này để chúng ta đoán cái điểm yếu ra. Grimmore này. Để chúng ta búp lại mấy con Demon yếu lên cái level của chúng ta. Không có gì quá quan trọng lắm. Cái chính là mình vẫn đang tìm cái chỗ nhớ. Nên cầu thang này có quả.
nên là có vẻ đây cũng là một trong những cái trò mà nó giới hạn đâu là kiểu thách thức cái phần cứng của cái trò của máy suýt ấy. Nên là chắc mình nghĩ là được 30 tương đối ổn định ấy, nhưng mà rõ ràng là 60 thì cũng kiểu là better ấy, kiểu good nhưng mà can be better. Nên là có mấy con gì chạy lên này, nên xem có trèo này không, nhưng như không trèo được đấy. Nó sẽ ra mình cái quét thì cả. Nó có đường lên này nếu không có gì hot lắm. Chè ở đây này. Cái này là cái chỗ mình cần lên này. Thì ta được 50 cái glory này. Thì là cái phần này nó có cái này rất là quan trọng. Cái thằng này nó có cái gì để nói nhỉ? Oh, you're searching for human. You would find them here. Thế chúng ta phải đi lên núi á. I don't suppose the angel have play of the human flag. Tôi đoán là bọn thiên sứ ấy, nó vẫn chưa sơ thịt cả đâu, nó vẫn chưa thích sơ thịt của loài người đúng không, nên là từ đây sẽ là cái chỗ mà mình cần phang nó. Bỏ mẹ rồi, bị bắt nên là mình bảo cái đoạn này rất là khó chịu. Chắc là mình phải ra ngoài cái mình hồi lại máu rồi chúng ta quay lại đây, mọi thứ nó là phiền. Họ đã phang trước. Mình sẽ phải giết nó luôn thì mình chết. Còn mình sẽ không cố thu phục. Không vớ vẩn mình chết mẹ luôn. Và mình sẽ ra kia mình hồi lại máu ấy. À đã. Ra kia hồi lại MP rồi mình đi nhớ rồi mình quẹt đây. Nó backtrack một tí vậy. Không thì chúng ta sẽ toi. Thằng này có cái chiêu hồi máu ngon quá nhỉ. Nên là cái dungeon trò này nó không flow kinh như kiểu Persona 5. Cái Persona 5 thích cái dungeon là đỉnh cao bây giờ rồi ấy. Nên là biết cả kiểu nó phù hợp với cái theme của nó ấy. Còn tất nhiên là đây chúng ta farm cầy mà cho nên nó, nhưng mà phần này là dungeon của nó hay hơn phần trước. Nó cho chúng ta cái dungeon rất là lớn ấy, chúng ta tự đi chơi. Và đây là cái Tokyo. Ăn đi anh giờ lên level. Ui. Kinh nghiệm lên 1.500 rồi nè. Thằng này nó sẽ là level tối cơ, nó sẽ có chiêu hồi sinh. Giờ là cái chỗ này nó không có chỗ nhớ nhỉ mẹ bố. Nên là một khi mà chúng ta trong cái vòng này là nó sẽ cứ nó phang mình này. Nên chắc mình phải đi mình muốn tìm cái chỗ nhớ ở gần đây nhưng mà nó không có chỗ. Chắc là nó phải ở đâu đấy. Còn Oni này. Chỗ này là chỗ thằng thiên sứ này. Đây là full rồi này. Là trăng tròn này đúng ra mình phải đi đánh quái mới đúng. Từ để mình quay trở lại. Okay, mình thường mình sẽ ngồi mình nhớ vậy chứ. Linear crossing này.
Wall of Shadow. Để mình thử xem mình có con nào mình fusion không. Nên bây giờ mình có thể mình xả mấy con đi con diamond này, bây giờ chả làm gì ấy. Nó còn lên được con gì hot hơn. Level 18 á. Thế là mình có thể mình xả mấy con này thành cái con Andrea là con cú này. Đây mình lên. Để mình xem cái reverse fusion này nó lên được con gì. Level 27 này. Nên có thể lên được con Sisa level 19 ấy. Và con Sisa này yếu với lửa này, kháng với cả băng ấy. Sisa này mạnh phết nhỉ. Thưa cái bản là Persona 5 nó mạnh hơn. Còn Zionga này level 20 này. Mình không xem được cái essence của này là gì nhỉ. Misty Marion. Luck Boss Shock, con này nó yếu với lửa và sét à. Apparat. Cái Apparat này kháng ngủ và trái tim này, yếu với lửa này. Mokoi này. Nhưng nếu mà không thu phục được Mokoi thì chúng ta cũng fusion được này. Và cái Fortuna này chúng ta cũng ấy được này. Nhưng con Fortuna phần này nó hơi bị yếu nhỉ. Phần khác nó mạnh hơn. Chúng ta có Aquan, con người đất, người đá này này. Đất Tomia này. Con này là fusion giữa hai con này với con này à. Kodama và con Tsumiguo này. Cũng được nhỉ. Để mình đăng ký lại thêm. Nên như mình nói, nếu các bạn là không quan tâm đến mấy cái phần fusion này thì các bạn có thể skip luôn ấy. Skip luôn qua cái phần là mình tag là ví dụ như có cái gì quan trọng ấy. Các bạn tiện theo dõi. Bây giờ mình có thể mình ngồi mình học một chút này. Oh, I lie with I recover with. Oh. Tất cả quân đồng minh sẽ hồi phục lại MP và MP một chút à. Nếu mà nó cái này nó đầy à. Nên là cái này nó sẽ thiên về cái phần mà cái stack của mình đã cái thanh nó đầy ấy. Một cái này nó sẽ quan trọng này. Khi mà chúng ta đánh vào địa biểu thì là nó sẽ đầy đây ở đâu là nó sẽ lên nhiều hơn được một chút này. Đây là nó về cái này hết rồi. Thế là mình không cần nghĩ lắm. Increase Demon Ally slot bài 1. Cái này cũng nhiều phết này. Ok, cái Demon Stock này ngon này. Để chúng ta giữ được đâu. Là chúng ta boost được thêm nhiều đâu. Là chúng ta sở hữu được nhiều thêm cái con Demon hơn ấy. Nên là chắc là mình sẽ tạm giữ cái bọn này rồi về sau mình fusion sau vậy. Nhưng mà là bây giờ mình sẽ tập trung vào cái cốt truyện thôi. Rồi mình sẽ quay lại đây cái chỗ là để mình thu phục hết cái bọn này. Mình sẽ thu phục riêng cho nó đỡ mất thời gian. Mình sẽ đi thẳng lên cái chỗ rẽ bên trái. Mày nói là bà là có cái gì ra. Đúng rồi, mình phải đi mình lấy cái scan mình đúng không? Nên là bây giờ là hồi là MP ở chỗ nhớ này cũng rất là cũng tương đối là rẻ, không đắt lắm. Nên là thành 100 hoặc là tầm khoảng 100 một cái con một nhân vật đấy, hoặc là nhân vật chính rồi mình hoặc là hồi riêng thành nhân vật chính của mình được. Nên cái dở là tầng nhân vật chính của mình bây giờ MP nó chưa được cao ấy. Đánh tí mà em bay luôn hết cả bình MP ấy. Là hơi chán một tí à. Đúng là cái chỗ em nó phải có ấy. Chỗ em có thằng Sandman. Trèo lên cái nhà này chắc là có quà là cả lũ nó quay. Ui con mẹ quay quay nó. Con này nó yếu với sét này.
Con này yếu với lửa thôi nhỉ. Yếu, đâu con này yếu với điện. Để tao cho mà chết luôn. Zion. Để đánh băng con này. Tôi vừa được con heal này. Đại bé. Mình không biết mình còn nên nói chuyện ra con heal. Con dê. Và con ngựa. Bitcoin. You smell like human. Are you human? I ate some human food. Human food is nasty. Use it clean your body. Thế là nó cho mình đồ à? Thế nó bảo là đồ ăn của con người có độc. Thế là nó... chú ấy cầm nghe chú giải độc đi bạn. Thế nó té con mẹ luôn. Con đĩ láo nhỉ? Nó... mà đánh sư muội mày, chết con mẹ. Mưa mây này lên level cao hết nhỉ? Marine Karin này. Nó sẽ có kỹ năng mới. Con này là Domin này là cái gì? Cham. Dominant cũng 3 này. Bỏ mẹ cái Dream Needle đi, có lẽ nó chả đánh đấy. Mình sẽ lên cái thang một tí. Trên này nó có hàng luôn này. Đúng rồi. Nhưng thật là mình thấy cái gì đỏ đỏ nháy này. Có cái con thôi mình phang nó được luôn. Cái dở là bây giờ mình không biết cái điểm yếu của nó là gì. Hay con này nó lại yếu với cái kia nhỉ? Con này yếu với sét hay sao? The more glory crystal. Here you go. Hey, Các sharp, cái mẹ lắm đồ thế. Ở dưới cái chỗ này là có cái gì ở đây này? Đây là tầng 2 à? Đây là tầng 3. Tầng mấy nhỉ? Tầng mấy? Chakra Rock? Ủa dồi ôi. Nothing. Mình đi ra cái chỗ này. Chỗ này nó có cái điểm gì to to. Nên là cái bọn chỗ này nó vẫn kiểu là nghe kiểu cái level nó tăng tàng nhỉ? Và đây là con chùm nhé. Ui, cô con này to này. Đây là cái con to đấy. Đây là con quái to này. Được rồi, nó phang chết luôn này. Thì là cái gì Monten kiểu mấy cái tăng Phật đấy. Đây, thì chúng ta nhớ trên bản đồ ấy. Mình quay lại sau. Còn bây giờ chúng ta đi gặp con Angel này. Oh, I don't believe I see your demon like you before. Không nghĩ là tôi thấy con quỷ như anh trước đây à. Hay có chuyện gì? Để đi nói chuyện với cả cái những người phục vụ của Better The Seven, kiểu Better. Đây là thánh ấy, kiểu là thần của bọn này ấy. Có phải là cậu muốn đi đến tòa nhà quốc hội Tokyo cũng không à? Thật tốt. Có thể nó cho mình đi à? Mình tưởng là mình phang nhau bọn này. Chúng ta sẽ complete the Angel Trail này. Thế bọn em được lên hôi kinh nghiệm. Chắc mình sẽ bỏ luôn cái con mèo đi. Mày lên cái chiêu búp lực đánh ấy. Hello. Speak of unfamiliar, I thought we saw so... Nên tôi vừa nhìn thấy là một cái đồng đội của tôi à. Có vác một thằng người vào đấy á. Bây giờ là con người toi mẹ hết rồi. It appears you've ascertained your friend's location. I suggest we make our way. The Diet Building, huh?
You know, it sure'd be nice if I could find my soulmate there. Young man, it seems your friend is attempting to contact you. I've opened up a channel through my telecommunicator. All you have to do is speak. Tất cả những gì cậu phải làm là nói chuyện. Thế thằng kia nó định gọi mình à? Algami ability. Người ta sẽ có telecommunication. Kiểu gọi tín hiệu. So, how's the search going on your end? Unfortunately, I've yet to gain any new information. What? You've learned where the angels are gathering? Cậu đã tìm được nơi mà bọn tiên sứ nó tụ tập phải sao? I'm on my way there now. Once you get there yourself, take a look around. Thằng bạn mình không phải dạng vừa đó. Kinh phết. Oh, you want some? Well, do ya? Con đĩ này mẹ mày trên đường tìm được nhiều đồ phết nhỉ? Spyglass ấy hiểu. Mình lên đây cả gì? Nên là nó có rất là nhiều cái để khám phá, đi vòng vòng nữa này. Để mình quay trở lại, mình đánh cái vùng đỏ để cho các bạn xem. Mình hy vọng là mình không bị cho bị bọn cho ăn hành ấy. Nên là cái quan trọng nhất rõ ràng là chúng ta vẫn phải đánh được phù đầu ấy. Đánh vào cái điểm yếu của nó luôn ấy. Nên là nếu mà thấy khả năng chúng ta dọn team nó rất là lớn ấy. Mình sẽ đánh cái chỗ đỏ này. Thì nó gọi rất là nhiều cái con khủng khủng của nó ra. Đây anh thợ rèn này. Để lên vào mình scan. Nên nếu mà mình mở bát là scan luôn mà. This will do. Cái level 17 à? Không quá mạnh lắm nhỉ. Điểm yếu với là độc. À, con này nó chỉ yếu với bóng tối, à, đó ánh sáng á. Con này nó sẽ thiên về đánh vật lý. Con này phòng thủ, con này nó khỏe. À, chắc mình nghĩ là đánh băng vẫn là. Ủa, con này khỏe phết nhỉ. Nên chúng ta sẽ Hama đi. Chắc mình sẽ đổi con người cá này. Karin Karin thử cham rồi này. Mít. Mình sẽ đổi con người cá đi. Thưa bây mình đổi con này này. Mới bội này. Thưa bội mẹ con này vậy. Bây giờ nó sẽ đến lượt con kia. À, mình sẽ búp cái lực đánh không búp này luôn. Để con này nó đánh phép. Đà u vãi. U vãi lành. Con này gần chết luôn. Rồi, mẹ mày bố, tao cho mày chết. Chiêu Zion Physical này cũng không tệ lắm. Cho một phát. Pray for an ally. Oh Heavenly Father, deliver them. Deliver them. Ông nhanh mẹ tôi. Này quý gì cổ kinh phết này. Này con mẹ là châu. Không, hình như mình thiên về đánh lửa ra này. Rồi, là mình thiên về đánh ma sét. Mình sẽ búp cho con thiên thần. Đánh mạnh ở đi em. Lại hồi tiếp. Đúng ra là phần này là mình phải đánh cái chiêu cái holy mới đúng. Này đánh 90 cũng không tệ. Hit down, ok. Con này của mình gọi tanh mà. Mình bắt đầu đánh critical này.
chết. Đúng là mình nên đổi con khác nhỉ. Hama cộng 3. Yếu này. Nên là cái lượt sau nó sẽ đánh critical và nó sẽ đánh 3 lượt đấy. Mình sẽ nghe nó có đánh cái light shot. Đổi con này hơi phò. Ui dồi ôi, critical luôn. Vida đã phủ vãi lành. Phải chết luôn. Ui, mẹ cái lượt này nó dã vãi đái luôn. Lại critical tiếp. Lành. Bá đạo thế cái chứ. Nó dọn team mình luôn. Thế luôn cái cơ chế combat cho này ảo dã man. Thế con mẹ. Nên là mình chỉ thụt nó một lượt thôi mà nó dọn team mình luôn. Vãi rồi, revive. Mình không biết là mình cho mình tăng magic. Đúng ra thì chúng ta nên tăng agility. Nên là mấy con này phế quá, chắc mình phải lên. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chúng ta lên level 20. Mình sẽ fusion được mấy con khác. Và đồng thời là đánh mấy cái chỗ end nó sẽ mở lên mấy cái Miracle Awaken của mình ấy. Ta sẽ ăn Chiu Death Aura Forgot Memory cái gì ấy. Mà nó vẫn không mở cái chỗ này của mình. À đâu, hình như là nó mở luôn mấy cái chỗ này. Mình không biết là mình có nên quay trở lại không, không đi cái chỗ này là hơi bị nguy hiểm. À, cái chỗ này mình đi rồi. Đây là mấy con kia thôi. À đây đây. Có cái chỗ nhớ ấy. Nếu mà không nhầm. Là chạy tít thằng kia. Là qua cái chỗ bọn này. Tìm được chỗ nhớ ngon quá. Kamiyacho. Mẹ nó thổi một phát bay mẹ tim luôn, vãi lành. Mà thôi cũng đáng bởi vì cái chỗ này là nó cũng mấy con khỏe mà. Chỗ này. Angel Essence. Ok, mình sẽ quay trở lại sau để mình qua cái chỗ kia mình đánh cái chỗ đỏ đỏ ấy. Hình như là nó ở cái đoạn dưới này thôi. Rồi sau thì mình sẽ đi ra cái quest kia ấy, cái tòa nhà quốc hội ấy. Để cho các bạn đỡ mất thời gian thì mình sẽ cho cái video nó ngắn. Còn cái phần này về cơ bản nó là đánh combat nhiều ấy, nên là nếu các bạn không quan tâm thì các bạn skip. Một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi video và nếu các bạn chưa like, hãy like, hãy comment, hãy đăng ký để support nội dung mình, để đề xuất channel mình lên top hơn ấy. Để YouTube nó đề xuất mình cho nhiều người hơn, chúng ta biết được nhiều hơn, người hơn chỗ này. Và cảm ơn các bạn thành viên, cảm ơn các bạn nhà tài trợ như bạn Thịnh Thân đã tài trợ channel mình. Có các bạn thành viên và các bạn nhà tài trợ nên mình đã có thể tiếp tục làm được những cái nội dung cho những game ít người chơi hơn như này trên YouTube ấy. Theo cái format mình mong muốn ấy. Như cái game Shin Megami Tensei này, hoặc là Persona 5, hoặc là mấy game classic như Chrono Cross ấy. Cảm ơn các bạn là thành viên và cả bạn nhà tài trợ. Nếu các bạn đã chưa phải thành viên, hy vọng các bạn trở thành thành viên để support nội dung trên channel mình ấy. Và xem được nhiều cái nội dung độc quyền cho thành viên trên channel mình gọi được. Bởi vì nếu mà không có được cái thành viên, mình đã không thể làm được những cái series đấy ấy. Nên hy vọng các bạn là nếu mà các bạn là thấy thích các cái nội dung trên channel mình, hy vọng các bạn thì trở thành thành viên để ủng hộ việc phát triển nội dung trên channel mình ấy. Và từ đó có nhiều cơ hội để chúng ta tham dự vào nhiều cái hoạt động trên channel mình như giveaway game chẳng hạn. Ok, mình sẽ quay sau để mình chơi tiếp ấy. Nên là cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel mình.